Xin chào các bạn, thì đây cũng là video cuối cùng mình nói về cái chủ đề phù não. Thì video này thì mình xin giải thích hai câu hỏi. Thứ nhất á, là trong cái điều trị phù não, trong cái điều trị phù não ở bệnh nhân mà có khối u á, thì lại dùng là cái nguyên nhân là tại tại sao lại dùng corticoid trong cái điều trị phù não. Thì thứ hai, cái câu hỏi thứ hai đó là trong cái phù não nói chung á, thì mình có một cái đó là truyền mannitol. Thì mình sẽ thanh thanh thấy là trong truyền mannitol thì có là truyền mannitol với tốc độ nhanh và truyền trong vòng từ 15 tới 30 phút, chứ không có được truyền với một cái thời gian lâu. Thì mình dựa vào cái sinh lý bệnh thì mình thanh có thể gọi là tự lý giải được cái nguyên nhân tại sao. Thì trong cái thứ nhất, câu hỏi thứ nhất là cái corticoid đi, thì cái steroid corticoid đó là dùng trong cái điều trị phù não. Thì người ta giải thích đó là với cái cơ chế vasogenic đó, là có một cái sự tổn thương thành mạch, mà một trong những cái đó là kích hoạt bởi cái gọi là cái phospholipid A2 á, cascade. Thanh không biết dịch sao, nhưng mà có thể là dòng thác mà tạo ra cái phản ứng viêm á, nó được kích hoạt, từ đó gây ra tình trạng đó là làm tăng tính nấm thành mạch. Thì khi mà người ta cho cái corticoid vô á, thì người ta sẽ làm chặn đứng cái dòng thác đó, từ đó là làm giảm cái tính nấm thành mạch, là giảm cái cơ chế của vasogenic. Đó cũng là một cơ chế, đó là cũng là một cái yếu tố để mình chống phù não, để mình điều trị phù não hoặc là chống phù não ở trên bệnh nhân. Thì câu hỏi thứ nhất là dùng corticoid là đã xong. Câu hỏi thứ hai đó là mannitol. Thì mannitol mình sẽ dùng là truyền với tốc độ rất là nhanh, và mình sẽ truyền trong thời gian ngắn thôi. Thì cái nguyên nhân á, cũng là do cái thằng vasogenic này luôn. Có nghĩa là cái mannitol á, thông thường á, theo lý thuyết á, là mannitol là một cái phân tử nó được giữ lại trong lòng mạch, từ đó nó sẽ làm tăng cái áp lực thẩm thấu và nó giữ nước, nó kéo nước từ trong mô kẽ vào trong tế bào. Từ đó là cái tình trạng phù não của mình sẽ giảm xuống, bởi vì mô kẽ nước có được rút ra. Thì các bạn thấy là cái màu vàng ở đây nó sẽ được rút hết luôn, được rút và được kéo theo cái thằng mannitol đi ra ngoài. Thì lúc đó thì nhưng mà cái cơ chế không có đơn giản như vậy. Ở bệnh nhân mà có tình trạng phù não mà do cái vasogenic á, là cái thành mạch của người ta là đã bất thường rồi, là nó đã bị, ý là thành mạch nó đã bị gọi là tăng tính thấm rồi, cái tight junction nó không còn giữ được cái chức năng của nó nữa. Thì lúc này mannitol á, nếu mà mình truyền chậm á, ý là nếu mà mình truyền chậm á, thì chả lẽ là mình sẽ tạo thời gian tiếp xúc cho nó, mình sẽ tạo cơ hội cho nó len lỏi vào nhà của mình. Thì lúc này mình sẽ giải thích là cái tình trạng là không được truyền chậm mannitol, mình phải truyền với tốc độ rất là nhanh. Và thứ hai á, mình truyền trong cái thời gian là từ 15 tới 30 phút thôi, không có được truyền thời gian dài hơn. Đó là do cũng cùng cơ chế luôn, nếu mà mình truyền thời gian dài á, cũng sẽ tạo cái điều kiện cho mannitol nó đi vào cái mô kẽ này. Thì lúc đó nó sẽ làm nặng thêm cái tình trạng phù não. Thì qua cái loạt bài này á, thì mình cảm thấy là cái sinh lý bệnh nó giải thích được cho mình khá nhiều, và mình cũng hiểu được cái ý đồ khi mà một cái tác giả người ta đề cập tới cái sinh lý bệnh trong một cái chương, mà chương và điều trị, nhưng mà người ta đề cập tới sinh lý bệnh rất là nhiều, tới hơn một nửa là đề cập tới sinh lý bệnh luôn. Thì qua cái chuyên đề này thì mình muốn gửi gắm mình muốn gửi gắm đến các bạn là cái về hai cái cơ chế của phù não, đó là cơ chế về cái vasogenic và cái cơ chế về cytotoxic. Thì hy vọng là nó sẽ giúp ích được gì đó, và cùng tụi mình sẽ cùng nhau học hỏi. Các bạn đừng ngại comment vào ở phía dưới video ha. Thì đây cũng là một cái video cuối cùng trong cái chuyên đề này. Thì mình xin chúc các bạn học tốt.